Mình sẽ hướng dẫn các bạn in toàn bộ các bản vẽ nhé. Trước khi in được bản vẽ thì các bạn phải đặt nét, chỉnh sửa bản vẽ cho nó phù hợp. Ở đây mình chỉ tính đến giai đoạn là in thôi. Trước khi in được bản vẽ thì ở đây mình sẽ có một cái list. Này, các bạn copy cái list này. Và chúng ta vào cái phiên bản két của chúng ta gõ lệnh AP. AP là cái lệnh để gọi cái list này. Ở đây mình sẽ pass vào cái mục support của phiên bản két của mình. Két mình 28 vào trong mục support này. Nếu bạn pass cái mục tvlink vào đây. Sau đó bạn bấm chữ load. Bạn muốn nhớ cho lần sau thì bạn cũng load cái lệnh tvlink vào đây. Cũng bấm add xong cũng đưa vào support và mình load nhé. Rồi mình xong rồi. Xong nó bình bình close close. Thì ở đây cái lệnh tắt của lệnh in hàng loạt đây là nó có lệnh là pp đây. Thì đây bạn chọn máy in, ở đây mình chọn là in là dv kép to pdf, khổ giấy thì mình sẽ lấy khổ A3 tùy các bạn, A3 đó, đây là khổ giấy. Và cái nét in ấy thì mình chọn là cái nét in. Đó. Ở đây nó sẽ có hai kiểu in, có rất nhiều kiểu in, đó là in theo block, in theo nét, in dọc in ngang. Ở đây mình nói đầu tiên mình in theo block nhé. Nếu cái khung tên của mình nó là một cái block, block như thế này này. Đó. Thì bạn đầu tiên bạn có thể là review trước, bạn chọn các cái khung tên. Đây, nó sẽ ra là kết quả cuối cùng cho mình đây. Bạn có thể bấm ESC để thoát. Đây mình in tiếp, mình lại MP Enter này. Với đây là khổ giấy rồi đúng không? Và nét in rồi. Ở đây là block này là in theo block. Nếu không tên mình là block thì mình làm bằng block. Ở đây nó có chức năng là in từ trên xuống dưới này. Đấy, nếu mình muốn in bản vẽ này từ trên xuống dưới, mình chọn pin và mình quét. Mình enter thì nó sẽ in hàng loạt các bản vẽ từ trên xuống dưới. Ở đây mình vào mục file thì nó đang để nằm ở ổ D, mình sẽ vào ổ D. Đó. Và bản vẽ nó in sẵn ở đây rồi. Mình chỉ tạo một cái folder thôi. Mình đưa cái bản vẽ vào mục folder này. Đưa bản vẽ vào mục folder này. Đó. Đây là mình đã được toàn bộ các bản vẽ. Cũng là cái lệnh đó. Đây là mình in không dọc nhá, Enter này. Giờ mình in muốn chế độ theo ngang là từ left từ trái qua phải này. Pin. Cũng là PDF khổ giấy và pin. Thì mình quét từ đây đến đây thì nó sẽ hiểu từ trái qua phải. Nếu bạn dùng chức năng mà in từ trái qua phải như thế này này và bạn quét từ đây á thì nó sẽ lấy cái thằng điểm bắt đầu, điểm đầu tiên, thằng nào đầu tiên thì nó in. Nên nó sẽ sai trong trường hợp này, thì trong trường hợp này bạn phải dùng chức năng in từ trái qua phải thì bạn phải chọn bản vẽ từ đây qua đây. Đó, thì cứ từ trái qua phải cái điểm đầu tiên là cái điểm nào. Nó sẽ in từ trái qua phải cho các bạn. Và mục file này thì đây nó cũng để nguyên ở mục vừa chỗ vừa nãy. Mình vào folder. Và mình tạo new folder. Và mình cầm toàn bộ bản vẽ mình đưa nó vào. Đó. Quay lại bản vẽ két này. Đây là mình đang nói này, ví dụ là cái điểm, đây là cái điểm mình nói là cái điểm đầu tiên đấy, cái nằm ở đâu ạ?
Nhỡ trong trường hợp các bạn các cái không tên này. Nó không phải là một cái block. Đây hiện tại đang là một block đúng không? Mình sẽ dùng chức năng X. Thì ra ở đây thì bạn bấm MP ấy, có một lệnh in. Ở đây bên trên là block đúng không? Nếu không tên của mình pick vào block ở đây, mình kích vào đây này, nó báo là không phải là block. Thì mình sẽ không in được như thế. Thì mình chuyển sang chế độ thứ hai, đó là mình in theo một cái rectangle. Rectangle thì nếu in theo chế độ rectangle ấy, thì bạn phải lưu ý cho mình là cái rectangle đó nó phải là một đường khép kín như thế này. Nếu bạn x như thế này bạn in không được. Đây là một cái rectangle nhưng nó không kín thì cũng không được. Thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi, mình sẽ copy toàn bộ thằng này sang. Mình sẽ bắt điểm. Mình bắt điểm vào đây này. Thì bạn có hiểu nôm na ấy, nó sẽ lấy cái theo cái khung này nó in. Để cái khung này in ấy, thì mình sẽ vào mục NA, mình cài đặt cho một chút xíu về cái nét in này. Cái nét in mình định in ra nó là cái nét không in đây. Và bạn nhớ check vào chức năng là không in nhé. Nếu bạn để in như bình thường ấy, thì nó vẫn xuất nét in nó bình thường. Thì mình sẽ để chức năng không in ấy, thì mục đích là để nó có cái viền trắng cho đối tượng. Thì bạn này, cái nét này là cái nét không in. Đó, mình đã tắt đi rồi. Đó. Sau đó mình tắt đi, bắt đầu mình thực hiện in. Mình cũng bấm MP bình thường. Nó cũng chức năng in từ trái qua phải, cũng chức năng in từ trên xuống dưới. Bạn sẽ pick vào mục rectangle. Đầu tiên mình pick vào cái nét mình muốn chọn trước. Ở đây nó nổi lên là nét không in, và đây bạn sổ thêm cho mình vào đây mục nét không in nữa. Tại vì mình tạo nét không in cuối cùng nên nó nằm ở cuối cùng. Thì bạn phải tìm được nó đủ hội tụ hai cái điều kiện này. Thì bạn sẽ in từ trên xuống dưới và quét. Ở đây ấy, nếu mà bạn có những cái rectangle nhỏ, giả dụ mà bạn có một cái rectangle nhỏ nằm ở đây này, và bạn cũng đưa nó về cái nét không in, cũng về cái nét không in, thì nó sẽ hiểu trong này có một cái nét không in nữa. Nên là mình thường mình tạo cái nét không in này là một cái nét không trùng với bất kể một cái nét nào ở trong đây. Đó, đây này. Đó. Mình cứ thử đưa cái nét không in này xuống dưới nhá. Tí nó sẽ có một tờ giấy trắng. Nếu mình đưa vào bên trong này sẽ có một tờ bên trong. Mình cứ đưa thẳng CO này. MP. Mình dùng chức năng review trước nhá, mình quét này. Cho bạn hiểu không? Đây này. Thì đây cũng là một không in và đây cũng là một không in. Bạn ok này. Đấy. Đây không in tiếp theo nó đã được nằm đối tượng này. Nên là thường thường ấy, mình sẽ dùng bấm ESC hai lượt mình để mình thoát. Đó. Nên là mình sẽ không dùng cái nét này nó trùng cho bất kỳ kể cái nét nào trong cái bản vẽ này. Mình tạo ra một nét không in mới. Đó. Để đối tượng ta nó không trùng và chúng ta bấm MP nhé. Rồi mình cũng in thôi. In từ trên xuống dưới. Đấy thì đây nó cũng xuất ra một cái bản vẽ cũng đầy đủ như thế. Đó. Cũng đầy đủ lần lượt từ trên xuống dưới như thế. Đó. Và các bạn vào thư mục thì cũng có cái thư mục đó, cũng có 10 bản vẽ như vừa nãy.